Hi, xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng làm với yêu thích ẩm thực món thịt rang sả ớt nha các bạn. Nguyên liệu thì Thúy có là nửa ký thịt vai. Thúy chọn thịt vai thì vì Thúy thích ăn thịt nạc nhiều hơn mỡ á. 3 tép sả bào, 3 củ hành tím bào và tỏi bào luôn ha. Ớt thì mình sắc ra. Thịt sau khi rửa sạch thì bây giờ Thúy sẽ đi cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Nếu như mà các bạn thích ăn mỡ nhiều hơn, các bạn có thể chọn ba chỉ ha. Còn ở đây thì Thúy thích ăn nạc nhiều hơn, nên Thúy chọn cái phần thịt vai này thì cái thịt vai nó sẽ có nạc nhiều hơn phần mỡ. Rồi mình sẽ cắt đôi miếng thịt ra, sau đó mình cắt thành từng miếng mỏng mỏng. Mình cắt thành từng miếng mỏng như vậy. Miếng này thì cũng hơi bự nè, tí xíu Thúy sẽ cắt lại một lần nữa. Thịt cắt xong rồi thì Thúy sẽ cho vào đĩa. Bắt chảo lên bếp, rồi Thúy sẽ cho dầu ăn vào. Đợi dầu nóng thì Thúy sẽ cho một ít hành tím bào với lại tỏi bào vào. Mình phi thơm ha. Hành tím và tỏi thơm rồi thì Thúy sẽ cho thịt vào. Nó bắn quá các bạn. Rồi mình sẽ để lửa vừa. Mình cứ để thịt ngay như vậy ha, để tí xíu nữa nó vàng mặt bên kia thì mình sẽ đỡ mặt lại. Thịt đã vàng hết một mặt rồi, bây giờ mình sẽ trở lại ha. Cũng chưa vàng lắm ha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục nấu trên cái lửa vừa nè các bạn, để cho thịt nó vàng đều và nước mỡ ở trong thịt đó nó ra. Thịt lúc này cũng đã vàng đều và nước mỡ trong thịt cũng đã ra rất là nhiều rồi nè. Bây giờ Thúy sẽ vớt thịt ra đĩa ha. Rồi bây giờ Thúy sẽ chuẩn bị gia vị để cho vào trong thịt. Thúy cho vào trong chén là 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê vung đường cát, 2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tương ớt. Rồi mình sẽ khuấy đều lên ha các bạn. Cái chảo mỡ lúc nãy á, thì mình sẽ chắc ra một ít, mình chừa lại một ít. Mình sẽ cho sả băm với lại hành tím bào, tỏi bào vào, mình phi thơm ha các bạn. Rồi mình sẽ cho ớt sắc nhuyễn này vào luôn. Rồi mình sẽ dùng muỗng đảo đều để cho sả, tỏi, hành tím được vàng thơm ha. Rồi tỏi, sả, hành tím lúc này đã vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào ha. Rồi mình sẽ trộn đều mọi thứ lên ha. Sau đó mình sẽ cho cái chén gia vị lúc nãy vào. Mình tiếp tục nấu trên lửa nhỏ khoảng 1 phút nữa để cho gia vị nó thấm đều vào thịt. Vậy là thịt rang sả ớt của mình đã xong rồi nè các bạn.
Thúy cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy nha. Nếu như mà các bạn thích video của Thúy thì hãy đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video mới hơn của Thúy nha. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!